vô bánh anh ơi. Ủa đẩy lõm luôn. Cái gì vậy? Con xin chào cả nhà. Mình xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm gài cũng 5 sau đêm rồi. Bữa nay cũng tới cử để mình đổ lạp kiếm cá về ăn. Thì hai vợ chồng mình cũng đi tới chỗ để thăm lạp. Đây đầu tiên nè. Thăm lạp đây nè. Thì mấy bữa nay do anh Minh bận đi đám. Đám giỗ với đám cưới liên tục 4 ngày luôn. Bữa nay có ồ cá gì vậy? Hai một tiếng. Anh nói nhảy nhảy tưởng cá nhiều. Này bắt lâu tiếng về nướng luôn. Mở hàng được con gì lụm con đó. Mở hàng con gì lụm con đó. Mấy con nhỏ thả lại đi nè. Rô phi luôn. Ốc bỏ là làm mồi luôn. À, nước thấy nó cũng rút bớt nè. Cái con dây giá cái vợ đi lủng nè bạn. Chứ hổng gà mình để lâu quá. Giờ tới cái địa điểm có tay lưới. Ủa khá gì dữ dữ anh. Kìa. Quá cá rồi. Ôi giời, trong lợp cũng nhiều lắm nha. Ủa nó dép này của ai nha? Của anh. Ngồi đi bỏ luôn dép hay sao? Ngồi đi bỏ luôn dép luôn. Cái câu không bỏ cả nhà thấy không? Trời kìa. Ủa cái gì đó đó. Lội dưới dữ rồi kìa. Giật dữ ta. Nước may quá giật luôn. Cái gì dữ rồi. Vô bánh rồi anh ơi. Ủa đẩy lõm luôn. À được con cá lóc nữa nha. Đó. Ôi vỏ nó ống nổi luôn kìa. Con cá lóc. Làm cái này. Trước mà chị quá hay ha. Quy là nhiều. Ồ cá. Mà cá nhỏ nhỏ không à. Cái này để đặt lập ếch ba cái. Này tại nó theo cái đường nước mà. Dạ. Dạ. Hè hè được con cá lóc nha. Ủa cá lóc có ngon hả anh? U nu luôn. Nay về nướng. Ra vườn hái rau sống. Chấm mắm mè hết sách. Ôi. Thì à, cha với mẹ thì cũng đi đám ở trên ngoại rồi à. Nên bữa nay hai vợ chồng mà đi chân là... cỡ một không rồi vợ. Ồ nó dựng coi 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 không à. Bự nữa tay. Thứ một không à. Mà cá hết sức ngon ha anh. Bự bự đúng không? Mà khô đỡ. Thường cá nhỏ làm khô quá thì nó có ma phơ thì nó mau khô mà làm nó hơi cực đó mà cô chú. Cá nhỏ mình lóc hơi lâu, tại con lóc nó bỏ xương luôn. Nước thì mấy hôm nay thì nó nhóm giật hôm mấy bữa trước rồi. Giật mấy tắc á.
chọc nó nóng thanh luôn hả? Ủa vô mấy ấy có hai cái lọt là sắp muốn nổi rồi ha. Mà sao cá sao mà thường con bự con nhỏ mà đổ cái lọt này nó đều gan luôn á. Ở đằng kia có mấy anh câu cá. Cái đôi dép này chắc nghi em ăn của đó anh ơi. Được mấy con cá rô phi nữa. Này mới vô đầu thấy được có cá lóc là hên hên đó à. Không gà trời con chỗ con mưa quá mưa, mới nắng hôm qua nay. Nên cá mấy hôm dài mặn để bên tủ đông nó chưa có xẻ làm khô được nữa. Thường cá nhỏ cá bự gì con cũng xẻ làm khô hết. Rồi loại xích đẳng ra còn cái lợp nữa. Để mình đặt lại. Cui hàng, cui hàng. Này tới cái thứ năm. Rồi cái này gác và con mới dùng. Sao mà mấy đợt rồi cái lợp này bự mà chảy cá xịu à. Cái dạ. Ừ. Ừ, chạy được con cá cớt. Cá gì đó? Cá cớt. Cá dù đếm. Cá dù đếm đó. Trời ơi. Cá dù mánh rồi. Không mà mở hàng con cá lóc nó thôi đó. Dướng trời dây à. Ê, lâu lắm rồi mới thấy được con cá này nha. Cá này rộng biết sống nha. Cộng vô cái keo đi. Ồ rồi nó vô cũng lâu rồi nè. Bóp nhát rồi. Cái mỏ đó. Giờ mình gọng con này vô cái keo đi về thả cho mưa cá kết nè. Chiều lớn con 4-5kg á. Cá ngon rồi vậy. Cái rảnh, cái rùa đếm. Bữa nay nước nhóm giật cái chạy liền ha. Bỏ không chạy chưa. Ồ mấy con cá rảnh nó để riêng đi anh ơi. Để chung với cá rô phi nó hồi nó về nó xình mau xình lắm. Mắc kẹt cá rô phi nữa rồi. Cá vô đếm ngon không, hết sức ngon luôn. Mập lồ. Ngu. Cá he nữa. Thì đáng sắp cái keo lại cho. Một con cá lóc nữa. Ồ, con cá lóc cái này ngon ngon không? Nước nhóm dập cá. Chưa để em đeo lên. Lâu kiếm chả bá lửa. Bữa trước thăm thì hơi thất thu một chút ha. Mà cũng có cá nấu bữa cơm. Bữa nay nhiều một tí. Trúng luôn à. Hai con cá lóc. Hai cá lóc luôn. Cá này về nướng cho mọi người chơi. Chiều về nướng cho mấy đứa nhỏ ha.
bên kia sông thì có mấy em trai đang câu cá. Quá cái dốc này xuống nó sâu. Thường ở chỗ này thì chỗ con thì nó làm vụ ba nên cái dốc nó thẳng đứng không à, nên khó xuống. Thôi rồi, con cá rô chạp phá lửa. Cái xịn hết vậy. Cá rô. Ôi rồi, chết còn cá lăng nữa. Ồ. Uổng quá, uổng rồi. Uổng rồi, chết hai cá lăng. Cá lăng nó bự thế anh. Nó bị dính ngạnh rồi, nó chết rồi. Vô đây nó dính ngạnh. Cái này chỗ con, cái lúc nãy nắng giờ trời nó ui ui nữa. Ồ, nó chết sình, nó rã luôn. Thơm dữ ha. Ngồi bóc xong để tay thử, thơm. Mắm. Cá rô mà không biết cá rô, đập cá rô sao mà nó. Cá rô nó dài. Bự. Quá khứ. Nãy giờ mình thăm mấy cái quên đếm thử. Sao mấy cái gì vậy? Cái này như cái thứ 8 hay vậy? Đang đi ăn mồi. Đáp xuống là hư lúa. Anh bạn đồng nghiệp còn không biết. Còn không? Cái gì á? Để em bước qua. Nó nhảy chưa? Phi tưởng con cá lóc. Làm nhảy hết hồn. Cái sụn. Để lên trên bờ đi rồi em lụm cho. Cẩn thận coi chừng mẹt á. Cái gai trên nó bén dữ lắm, bén. Còn con nhỏ đâu không thấy anh. Ui. Cá này mà nướng hay là chiên gần hết sảy rồi. Cái này sắp quyết nặng luôn. Con kia chết rồi, cá linh chết rồi. Cái này con phi nhỏ nhỏ không, không còn cái con phi bự như đợt trước. Đặt bên nào không nhớ, còn kìa chỗ đất kìa. Ồ, rồi lâu kiến nữa. Lâu kiến không hả? Ui, hai con cá chê luôn vậy. Cá chê.
nhỏ nhỏ rồi rồi ha. Được rồi, đủ sống rồi. Chiều cá nướng, cơm. Ôi, một con cua biển. Nãy sớm rồi mới nhắc đó, chuyến này không? Ít cái cua biển chạy. Bắt cá chơi cơ riêng không anh? Cái đấy đi. Bắt ra để đâu vậy? Giờ để mình bắt cá cua biển để vô cái thùng. Ồ, cá cua phi xấu phất à. Nhảy hả cưng? Để mình đậu xe xích bên đây. Tao cũng tới cái lạp rồi nhưng mà có anh đang ảnh túc chim. Thông cảm ơn anh, để thăm cái lạp đó. Cái này là mình bẫy chim gì ạ? Chim hút mặt. Dạ, chim hút mặt. Chim hút mặt. Dạ. Ok, quay chim dễ thoát nha thôi. Cái con cá chết rồi kìa. Cái gì á? Cái gì nhảy chứ hả? Cá lóc, cá lóc bởi vì cái này là không có, không không có hụt nữa. Hai con luôn. Hai con. Đã. Quá hơn. Sớm giờ hai con này nó lượt được 4 con. Cái này bỏ túi luôn quá kìa. Tại vì nó sống kìa. Bỏ vô túi anh ơi. Hôm nay mình ăn cá lóc đồng nướng kìa. Em bắt được không nào? Được không đấy. Tại bắt cá lóc hay vậy ha. Chụp là dính, chụp là dính đó. Nữa hả? Làm xấu rồi á. Mạnh. Đủ thứ cả. Tiếng nó kêu nghe đó, nghe nghe hay chứ. Mà sao nó có chút xíu ha. Giờ chim nó ít chứ lúc trước nhiều lắm. Giờ bắt quá bắt. Trước nó hay hay lại những cái cây cồng. Nó hót hay hay lắm. Hai ba con nó hót hay. Quá chỗ này nhà chỗ này trồng quá trời nhiều bông luôn. Vậy hết. Ô cái dốc này. Khó xuống vậy. Xuống hả? Đầu của con ếch. Ủa chị bự vậy. Con ếch chứ con cá rô. Chứ con cua. Cá con chuyện như ếch này luôn hả? Hồi chuyến trước được con chứ. Ôi ủa con ếch cá nhà hô. Quòm tay luôn. Con ếch sư con ếch này. Trên 300 gram à. Vậy là em lấy túi anh. Khúng lồn. Ngớt mà nhấp cái giật cái liền. Liền cậu. Sao? Bữa nay vô mánh nè. Thằng đầy thùng luôn á. Còn mấy cái nữa. Ô, cái cua. Rồi mắt con cua. Con cua nãy anh chụp lên cho em rồi. Có chụp rồi hả? Chụp rồi. Ê, còn mấy cái nữa rồi. Giờ tới cũng tới địa điểm cái lợp cuối cùng.
khui hàng. Ô cá gì dữ ơi. Ủa cái chim bự vậy? Này đi thầm lợp trúng mánh không bà cô chú ơi. Cá chim này nướng cũng ngon nè. Hôm nay cá lóc, cá chim đầy đủ ha. Lóc chim. Này cá chim đen. Cá chim thì ăn rất là béo luôn, nướng nó thơm, thịt nó ngọt, chừng đổ ra ra này. Có mấy cá nhỏ nè. Con kia nó còn ở dưới là tại vì nước nó giật xuống nó không có thơm, không có thơm trên, hơi cao quá nó không có lên được. Đặt lại chuyến sau chạy ra. Nước cái này rút nè, đặt nó chạy cá nhiều. Chuyến sau thăm là coi chừng chạy cá nhiều á. Chuyến sau là mình phải đem đựng túi với mình luộc mấy cá lóc cá chê ra đựng túi. Thì con cũng về tới nhà. Thành quả hôm nay hai vợ chồng đi thăm lợp được một thùng cá. Không quá trời mà bén luôn. Còn ở đằng cái thùng bắn đó kìa, đổ mấy cá lóc ra đi. Chết hả vậy? Ôi, còn sợ màu đỏ mình luôn ha. Đèo quá đè. Mà coi là cá lóc chiếc này nó uống luôn ha anh. Ngon hết sức ngon. Mạnh. Bắt cái tay trái cho nó dở quá. Nè anh lại anh quay đi, em bắt cho. Hai con nữa là bốn con cá lóc. Bốn con này gần ký nha. Gần đâu? Cái này con ếch này nữa. Một bén không? Cua cũng nhiều luôn. Ôi rồi đây con cá vừa đếm đó nè. Nó ngon cá bữa nay. Chút nữa mình nướng mấy lấy, cá lóc. Lấy cái thao bên kia đem. Cá lầu kiếm. Chỉ con hết là chấm muối hết mà hết sạch. Hôm nay mình ăn cá nướng. Nãy giờ mình mặn cá xong rồi ngâm muối, ngâm nước muối cá một chút xíu. Giờ có than mình cũng để là mình nướng anh. Vợ mình thì đi rước mấy đứa nhỏ đi học về đó, một mình nướng. Cá cũng vàng. Bữa nay mình nướng bốn con cá lóc nhưng mà mình nướng hai con, chừa là hai con. Giờ chín nè, cho ra dĩa. Chiều tại mình nướng than á thì nó cũng chín, nó khô, không có vàng như là mình nướng gom hay này kia nó đen cái da. Giờ chia ra làm hai thôi, dĩa con cá lóc hay sao? Dĩa con cá lóc nha. Này lau kiến thôi để sao mình thôi, lau kiến nó khô còng luôn rồi. Quá dữ. Này kìa con ếch. Con ếch nó chín vàng.
mày mập luôn, giòn gụm, ra xô chút xíu mới cho ăn con. Giờ cá chim này. Vàng nó khô được bự ra chừng cỡ 1 kg á mới ngon. Thử nữa chào cả nhà. Chào nhà. Thì hồi sáng tôi với bà xã đi đám mới đi về tới, thì hai đứa con đi thăm cá. Hôm nay cá thì nhiều lắm rồi, có một cái chỗ giọt nước nó dở lên dữ lắm luôn. À, cử nào cũng vậy luôn. Bởi đặt mấy cái giọt đường khen nó chạy. Sao đợt này cá rô phi chạy nhỏ nhỏ, không phải cá bự như đợt hổm, đợt hổm cá bự bự. Ủa ăn mồi không ăn cơm hả con? Người ta kêu bằng đường khen nó chạy. Ăn mồi phải ăn cơm hả? Mấy con có một con. Nó dọn đồ ăn không? Dữ ha. Ăn đồ không? Lùi là lùi. Ờ. Đưa cá lóc hay gì thôi. Thôi ăn cơm thôi, nội báo cho thôi. Rồi ăn gì? Nóng nóng nha, không nóng mà. Để nóng để cho nó nguội. Ừ, bới ra cái cho nó nguội đi ạ. À. Cá lóc là khoái nhất của cái da. Cá lóc thịt, thịt trong từ ha. Cá lóc thịt trong từ. Ngon luôn. Ngon quá, ngon luôn. Thôi bây giờ mời cả nhà ăn cơm. Lá này bắt đầu cái mình đôi, để cá dùng gối mình chấm. Gà là cái miếng thịt cá chim à. Chín múp hết trơn trời, cá chim. Dùng cá trắng mượn. Ăn đi con. Không mà. Ừ, ăn vậy. Cá trắng là màu chín cục lực. Kê đồ chấm mắm mè. Dạ thịt đi. Dạ. Chấm nước mắm chưa? Làm chấm nước mắm. Ngon thật. Quên lắm, mình mời cả nhà ăn cơm không? Lắm là đói quên luôn. Rồi mà tụt lên tụt xuống mấy cái dốc đó không cũng. Đó vậy con đi được, cái cha con đi là về hai cái giò luôn mà không. Mà cái nhà. Là nước nó còn gần ngập nước cho cho. Giật nó chút nữa. Tụt lên tụt xuống về hai cái bắp chuối không cứng luôn. Lá lóc không? Cá lóc ngon quá ngon. Cái da nó cũng ngon quá mà đó mà chứ. Vàng vàng. Thấy cái da nó. Còn ăn cá chim hay vậy? Ăn cá chim này xương nha. Ăn cá lóc đi, cá chim chưa sao? Cơm nó nóng quá anh. Cơm mùi quá. Cộng nhãn lòng. Đổ vô. Chị bà quá ngon. Bà thấy nhau coi cả chợ bữa hổm á. Ăn nó lạ không mà. Cảm không có cái nó phải lạ. Biết gì kêu mẹ hái đem rồi. Trời ơi bà. Ở chợ đâu có đâu. Ngon không con? Ăn được hết hả? Không có đường ngọt chưa? Cá chim là từ cá ký nướng nó ngon. Cái này mỡ nó còn ít quá. Có ngon. Thấy vậy chứ hồi đầu mình dụng nước tới giờ mấy chục cái lợp này mình thu hoạch cũng nhiều cá hết chứ. Tính ra mua chịu mấy. Nhưng mà hổm rày cá mình ăn cũng là gai hoài. Biết
bắt đầu từ đây tới tháng 11 là nó cá ngon hoài tới luôn. Bữa nay cái chạy cua biển không? Con mọc rồi cho. Sống chết. Về còn sống xả thả được, thả được. Chạy con cá kết nữa, ố con cá leo nữa mà chết. Cá leo. Ô. Đâu em? Ra đi chút anh cho ăn sao? Không nói nên lời. Cá ngoài sông lúc nào cái thịt nó cũng ngọt thơm. Thơm hơn cá trong trong đồng. Thịt nó trắng. Cá nó ngon hơn cá này. Cá gì mà? Cá lóc hả? Cá lóc hơn trắng hả? Này hên dở có một cái chạy hai con luôn. Một cặp luôn. Dương mà. Đây. Đẹp ơi vô chén đấy. Ở chén rồi. Ở chén đấy. Mà cái gấp cá dưới nhà. Giờ là cắt thành. Không nó còn hết. Bông dài. Nó muốn đầm cái đợt nhỏ nhỏ vậy ăn không ngán. Ngon. Nó kêu bị bí cho ông hái ông bán. Cho nhấp cá hay mà. Ừ. Con không nhiều các bạn. Không được có tí. Bán cũng có tiền hả? Không cho không. Không trồng trong hành trong đồ á. Cái da nó ngon quá ta. Da gì? Da cá. Ừ, da nó béo mà. Cái da cá ăn. Lẩu kiến. Lẩu kiến ăn mà. Cá kim nó béo. Thử làm thử một miếng con. Được, được. Lấy cái đầu này đi. Nào thương có hơi thịt thịt cho chú ăn để nuôi con á. Ăn đi con. Bữa nay đi đổ lợp thấy ham quá trời. Ừ. Nguyên một thùng bê luôn. Mình xách không nổi luôn. Cá không được ngon không ha. Cá thì cá rô phi nó nhỏ nhỏ thôi cha. Nhưng mà mấy cá bù lại mấy cá lóc đồng đồ này kia. Ừ. Bữa nay chạy cá lóc đồng con, hai con cá chê. Con mà bằng cùng tay không đã. Mấy lần cá rô phi đó mà gặp. Gặp con bự là nó nhiều dữ dằn lắm á. Ừ. Cá bự từ 10 kg trở lên. Ừ. Ừ. Có đầu con chứ không có đầu ký. Thịt nó không? Cho dẻ nè. Cái xương không? Ngoài ngồi gì dạ. Ăn nó mát rộng rãi thoải mái thương mà nói cấp cấp chứ con có một bình thương nó trống ở ngoài thì thấy trống không thấy ngô hạt đậu. Sướng quá hả? Sướng quá không được. Cá gô đậm. Mày để cho xu quá. Trời ơi, cái thịt đó nè. Ờ, thử ơi. Ồ, nó các bạn đi, ngon quá, trắng tươi. Anh ăn, có thử cái miếng này. Cái gì? Cá gô đậm. Ừ.
sao cái này thấy ở đây hai cái cò má nào nè, cũng mắc hết rồi, có hai cò má rồi. Còn cò má duyên á. Là lụm thơm gặm con cá chim trắng này, nướng ngon quá, nó mỡ nhiều lắm chứ, nãy nướng mà nó nhiều mà đợp đợp béo, cá chim trắng ngon lắm. Bữa nay mình không ngờ là vỏ lợp bữa nay nó trúng đủ thứ loại cá, mà cá cũng ngon ngon không à. Thì nướng tươi, cuốn rau sống, chiều gia đình mình cùng ăn cơm. Bây giờ cũng chiều rồi, mình cũng xin phép cho mình kết thúc video đây, nặng lại video ngày hôm sau á. Bây giờ mình chào cái luôn, cho chào cả nhà luôn nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.